Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày tu thứ hai. Mong rằng là trong những cái chương trình mà học tập về hộ niệm này, chư vị Phật tử ở chùa Phật Đà nên phát cái tâm hộ niệm giúp nhau vãng sanh. Do vô tình đọc được cái tờ này là phát nguyện đảnh lễ Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc quốc. Chắc chư vị mà thường tới đây thường đọc cái bản này phải không? Hay lắm. Không biết là chư vị đọc cái bản này mà có quyết lòng đi về Tây Phương không? Nếu mà quyết lòng đi về Tây Phương thì dâm mách nước cho chư vị cái phương pháp hộ niệm tuyệt vời vô cùng. Vì nếu chư vị quyết lòng đi về Tây Phương mà sơ ý không tìm người trợ giúp trong những giây phút xả bỏ báo thân thì coi chừng mình thực hiện không được. Vì xin thưa với chư vị là giờ đây mình ngồi trước đạo tràng tụng kinh niệm Phật lễ Phật xin vãng sanh, không có nghĩa là lúc mình buông bó thân này mình đi vãng sanh, không phải như vậy đâu. Mà làm sao trong cái lúc xả bỏ bó thân đó chư vị còn tin tưởng lời Phật dạy, còn tha thiết nguyện vãng sanh và tranh thủ từng giây phút một niệm câu A-di-đà Phật thì chư vị mới được vãng sanh. Còn nếu mà hôm nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, đến lúc đó thân thể chúng ta đau nhức mà chư tổ nói nó đau giống như con rùa đang sống mà người ta lột cái mai ra vậy đó, không dễ gì mà lúc đó chúng ta niệm được câu A-di-đà Phật đâu. Cho nên xin thưa với chư vị là cái câu thứ nhất ở đây là kính lạy Phật A-di-đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Câu này hay quá. Không biết là ở đây chư vị đọc mà có ai giảng nghĩa cho rõ cái câu này hay không? Vì chư vị cứ nghĩ thử, hồi trước tới giờ chư vị có thấy người nào mà ra đi mà thân thể không đau bệnh không? Ở đây có ai có không? Riêng dòm là nói thẳng thắn với chư vị là đến lúc lâm chung rồi người nào cũng đau quằn quại. Nhưng mà cái phương pháp hộ niệm người ta dạy cho chúng ta là đau mà không sợ, đau mà không hãi kinh, đau mà không thấy bức xúc, bệnh mà sẵn sàng chấp nhận vì đó là cái nghiệp chướng của mình. Càng đau mình càng niệm Phật, chứ không phải càng đau mình càng rên la. Không phải bây giờ mình nguyện Ngài đến lúc lâm chung con không còn đau bệnh, lúc đó con đau bệnh cứ Ngài ơi tại sao con nguyện với Ngài là con không đau bệnh, tại sao bây giờ con đau bệnh? Chứ vì lúc đó trách Phật, quên mất lời nguyện vãng sanh rồi. Cho nên mong chư vị phải chú ý cho là phải hiểu cái nghĩa lý cho nó thâm sâu, gọi là y ý bất y ngữ, y theo cái ý nghĩa của cái câu này, đừng y theo từng chữ mà coi chừng mình sai. Nếu mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật mình lạy Ngài một lạy, tức là đến lúc cuối cùng mình không đau bệnh, là coi chừng chư vị đã giải sai kinh nghĩa. Y ý có nghĩa là đau bệnh mà chúng ta không sợ, ung thư mà chúng ta không lo, trước cái chết mà chúng ta mừng vui để mà chuẩn bị xả bỏ báo thân đi về Tây Phương Cực Lạc, thì chư vị sẽ giảng đúng. Mà muốn giảng đúng thì chúng ta phải có cái năng lực, phải có cái nghị lực để vượt qua cái nghiệp chướng đó. Bằng cách nào đây? Thân mạng này ngày nào bệnh cứ bệnh, ngày nào buồn cứ buồn, mình lo đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà đau quá mình niệm không được thì sao? Xin chư vị phải kết hợp lại một nhóm 5 người, 10 người chuẩn bị để hỗ trợ cho ta trong lúc lâm chung, thì chư vị sẽ vượt qua ách nạn này. Đấy là cái
sơ khởi trong cái phương pháp hộ niệm mà trong những ngày qua ở niệm Phật đường A Di Đà chúng tôi nói qua nhiều lắm rồi. Bây giờ tiếp tục cái chương trình còn đang dang dở, thì chư vị có sách ở đây, có một số sách chư vị có thể thỉnh về và bắt đầu theo dõi chương trình này. Vào cái trang thứ 16, phần hát, cái phần này trả lời rằng là pháp hộ niệm thực thi cụ thể và chính xác cái lý đạo tất cả do tâm tạo của Phật dạy. Chúng ta thực hiện như thế nào đây? Thì câu trả lời hát nói như thế này, xin chư vị coi thứ đúng hay sai. Người tu tập nhiều thứ, tìm hiểu nhiều lý đạo, thì khi lâm chung họ dễ dàng chọn lựa đường nào thích hợp để đi. Đúng không chư vị? Ai nói đúng? Ai nói sai? Câu nói này sai. Người tu tập nhiều thứ là niềm tin của họ nó trang trải nhiều thứ, đi không có mũi nhọn. Ví dụ như những người ngày đêm đều tụng niệm câu này là phát nguyện đảnh lễ A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày chư vị đều chuyên tu như vậy là chư vị đi mũi nhọn. Còn tới đây chư vị niệm như vậy, về nhà chư vị niệm cái khác, ngày nay niệm cái này, ngày mai niệm cái khác nữa, là chư vị tu nhiều thứ. Tại sao tu nhiều thứ? Tại vì mình niệm nguyện đảnh lễ A Di Đà Phật cầu vãng sanh là gặp cái cơ vui, mình niệm chứ không mình không tin. Chứ nếu mình tin thì cứ một đường như vậy mình đi, con đường này chắc chắn vững vàng, không bị lạc. Để lúc lâm chung chư vị sẽ nhớ câu A-di-đà Phật mà niệm. Tại vì suốt cuộc đời chư vị cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thì lúc nằm xuống ngoài câu A-di-đà Phật không còn một câu nào khác. Phật dạy trước khi xả bỏ báo thân, chư vị niệm được 10 câu danh hiệu A-di-đà Phật cầu quảng tranh, Ngài không lai nghinh tiếp dẫn, Ngài tề không thành Phật. Ta vì không tin rằng là Ngài đến tiếp dẫn cho nên chúng ta tu kim chút phước, kim nhiều xóa chút nghiệp, rồi tạo chút duyên gì đó đủ thứ, cho nên thành ra là gọi là tu nhiều thứ. Thì trong pháp niệm Phật, Phật nói rằng đây là cách tạp tu. Tạp tu là một trong ba cái đại kỵ của người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tin thì không được nghi, người nào nghi ngờ cho nên mới tạp tu. Niệm Phật thì không được tạp, gọi là chuyên thì không được tạp, gọi là giáp tạp. Tạp tu thì phước báu có thể hưởng, còn đường vãng sanh thì vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Vì nên nhớ là niệm Phật trong lúc lâm chung phải niệm cho được, chứ phải niệm bây giờ. Chính vì có nhiều người không hiểu rõ cái lý đạo này, cho nên 1.000 người niệm Phật mà mình tìm mãi tìm mãi hình như không có người vãng sanh. Trong khi đó thì cái phương pháp hộ niệm 5 người, 3 người đến trước người bệnh, chư vị cứ đi hộ niệm người ta mới thấy. Giảng giải bác chính ơi, niệm Phật trở về Tây Phương nha, không sợ chết nữa nha, quyết lòng đi nha. Bà đó, ừ, chấp tay lại đi cụ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Rồi sau đó ban hộ niệm cứ tiếp tục A Di Đà Phật niệm từ hết giờ này qua đến giờ khác. Nghĩa là làm sao cầu mong cho bà cụ đó đến giờ phút này chỉ còn câu A Di Đà Phật để mà niệm thôi, không còn câu gì khác. Nếu còn câu gì khác thì bà cụ mất vãng sanh, chắc chắn bị kẹt trong 6 đường luân hồi. Mình nghĩ thử, đến lúc lâm chung mình xúi dục cho người bệnh niệm A-di-đà Phật chuyên nhất như vậy để người ta vãng sanh, tại sao bây giờ còn khỏe chúng ta không huân tu câu A-di-đà Phật, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, đêm đêm niệm A-di-đà Phật, để chúng ta nhớ câu A-di-đà Phật để mà đi vãng sanh, lại tu nhiều thứ quá. Bao nhiêu cách tu đó nhập vào tâm, lúc đó chỉ bị đứng giữa vạn nẻo đường, biết nẻo đường nào mà đi đây. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Ngài nói
chỉ cần một khắc phân vân thôi, một tích tắc phân vân thôi, âm cảnh hiện tiền. Âm cảnh là cái gì chư vị biết không? Thân trung ấm đấy, hiện ra đấy, theo đó mà đi mất. Thân chúng ta là thân gọi là ngũ ấm, nó kéo chúng ta đi mất. Cả một cuộc đời tu hành, lúc đó chỉ cần do dự phân vân là nhất định nghiệp chứng ứng hiện lên liền, oan gia trái chủ ứng lên liền, và cái thần thức chúng ta rơi vào cái thân trung ấm liền, tích tắc thôi đi theo đó đi luôn, chúng ta chịu nạn. Chính vì thế mà cái pháp môn niệm Phật rất cần chuyên 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 trong chuyên. Ở đây thì ông cũng thấy chư vị để cái kinh Vô Lượng Thọ ở trước, đây là những cái kinh mà nó thắng về Tây Phương Tịnh Độ. Chư vị đọc trong đó và đếm thử bao nhiêu lần Đức Thế Tôn dạng lại nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh bí quốc. Cho nên lâu lâu chị ông chỉ đến tới đây một tuần tới một buổi, buổi này là cái buổi thứ hai, nhắc nhở cho chư vị. Thực sự nếu mà chư vị ngày ngày đều đọc đảnh lễ A-di-đà, con xin phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chư vị phải có cái trách nhiệm chuẩn bị cụ thể vững vàng con đường tu của mình, thì chư vị mới thực sự là người phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ mà tới đây đọc đọc suông 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 như vậy mà không có một cái gì cụ thể chuẩn bị cho đàng hoàng, thì xin thưa với chư vị, vạn nhân tu coi chừng một nhân khứ không được đấy. Mà cái pháp môn niệm Phật chư tổ nó là vạn nhân tu vạn nhân khứ, vạn người niệm Phật vạn người vãng sanh. Tổ Thiện Đạo đến muôn người tu muôn người được vãng sanh, tại sao chúng ta tu không được vãng sanh? Chư vị có đặt cái vấn đề này không? Khi đi hộ niệm rồi chư vị mới dán rõ được cái câu này của tổ. Khi mà chư vị lịch lãm cái phương pháp hộ niệm rồi, chư vị mới dán thiệt sự là viên mãn câu nói của tổ. Tổ nói là trước khi xả bỏ báo thân mà chư vị niềm tin vẫn không thay đổi, vững như tường đồng vách sắt, cái lòng của chư vị vẫn tha thiết nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ và tranh thủ từng hơi thở một để niệm câu A Di Đà Phật. Nếu chư vị nào làm được như vậy thì vạn nhân tu vạn nhân cứ, muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh. Bây giờ mình đặt một người niệm Phật như thế này, làm sao đến lúc lâm chung dễ niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc? Dầm mắt nước chư vị, đó chính là cái công đức của những người hộ niệm đang ngồi bên cạnh chư vị, đánh thức chư vị trong lúc bị chìm trong những ác mộng kinh hoàng, nâng đỡ tinh thần chư vị khi chư vị gặp những ma chướng, những quỷ báo, oan thần trái chủ ứng hiện ra hình, làm cho chư vị không còn tỉnh táo nữa, hoảng sợ lên, thân thể đau nhức như như cắt vậy đó. Nhờ ban hộ niệm ta cầm tay ta nói những lời nâng đỡ quý lào tinh thần, lúc đó chư vị mới vượt qua được ách nạn này. Cho nên chỉ có hộ niệm được mới cứu được những người phàm phu như chúng ta vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng, mà theo cái nguyện lực của mình mà đi về Tây Phương. Nếu chúng ta sơ ý mà không hộ niệm thì Bồ Tát có thể tự tại ra đi. Chư vị thượng thiện nhân, các ngài có thể tự tại ra đi. Các vị cao tăng hòa thượng đài tu, các ngài có thể hy vọng được vãng sanh. Còn hàng phàm phu chúng ta thì xin miễn. Bảo đảm với chư vị, tu thì có đấy nhưng mà sau cùng bị ách nạn. Mong cho chư vị hiểu được như vậy, ráng lên quyết lòng đi về Tây Phương cho được trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. Đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường
quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.